Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá. Và ngay sau đây xin gửi đến quý vị và các bạn những tin tức mới nhất có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Các bạn thân mến, trong bản tin này mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Thua The Tour Việt Nam, sếp Indonesia vẫn hùng hồn tuyên bố. Diễn viên Trung Quốc tiên tri kịch bản thảm họa cho đội nhà. Trung Quốc gặp cảnh trớ trêu. Tuyển Nhật Bản nhận tổn thất cực lớn ở vòng loại World Cup. Mời các bạn cùng đón nghe. Đội nhà thua thảm hại trước Việt Nam, sếp lớn Indonesia vẫn tuyên bố hùng hồn. Các bạn thân mến, thông tin từ truyền thông xứ sở vạn đảo, Liên đoàn bóng đá Indonesia đặt mục tiêu là vô địch AFF Cup vào cuối năm nay cho ông Shin Tae-yong. Các bạn thân mến, trong lễ bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2021 mới đây như đã biết là tuyển Indonesia được xếp vào bảng đấu có Việt Nam, Malaysia. Theo truyền thông ở xứ sở vạn đảo thì đội bóng của họ rơi vào bảng tử thần và sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Indonesia là ông Indra Syafri vẫn tỏ ra khá thoải mái khi đội nhà phải nằm chung bảng với hai đội bóng mạnh là Việt Nam và Malaysia. Theo vị này thì đội tuyển Indonesia đã quen với việc là phải đối mặt với những đối thủ ở giải Đông Nam Á. Ông Indra Syafri đưa ra ví dụ điển hình khi đội tuyển Indonesia từng nằm phải trong một bảng đấu đầy khó khăn tại SEA Games 2019. Ở bảng B năm đó thì Indonesia cùng bảng với các đội là Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Lào và Brunei. Mới đây trở lại phỏng vấn, tờ báo nổi tiếng của Indonesia là tờ Bola. Hôm thứ Bảy vừa rồi, ông Syafri tự tin cho biết: "Không có vấn đề gì, chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với họ tại SEA Games và một vài giải đấu khác. Tôi cảm thấy không có gì phải lo lắng. Tại SEA Games 2019, chúng tôi còn phải đụng Việt Nam, Thái Lan, Singapore và chúng tôi đã vượt qua vòng đấu bảng. Vì vậy là không có gì cần phải lo lắng bởi công tác chuẩn bị của chúng tôi hiện nay là rất tốt." Giám đốc Liên đoàn bóng đá Indonesia Indra Syafri giải thích thêm. Dù ông Syafri đang tự tin như vậy, một điều hiển nhiên là thành tích đội bóng Indonesia trong thời điểm này là vô cùng bết bát. Tờ Bola nhắc lại những kết quả thua ê chề trước đó như một cách để cảnh tỉnh đội nhà. Tuy nhiên, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Indonesia lại có thành tích là không tốt khi đối đầu với Việt Nam và Malaysia trong hai lần gặp nhau gần nhất. Đội tuyển Indonesia đã hai lần bị Việt Nam đánh bại cùng với các tỷ số đậm là 4-0 và 3-1 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tương tự là đội bóng của chúng ta cũng thua Malaysia trong cả hai lượt với kết quả là 2-3 và 0-2 ở giải này. Tuy nhiên thì thành tích mà thầy trò ông Shin Tae-yong khi đọ sức với hai đội bóng mạnh vẫn không khiến cho ông Indra Syafri bi quan. Ông này nói tiếp: "Kết quả đó không phải là vấn đề gì quá to tát, quan trọng là sắp tới ai sẽ thắng và ai sẽ thua. Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành thắng lợi, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển, chất lượng của các cầu thủ cũng đang dần được cải thiện." Ông Indra Syafri hùng hồn tuyên bố. Diễn viên nổi tiếng Trung Quốc không tin đội nhà thắng được Việt Nam. Các bạn thân mến, diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc là Gao Feng mới đây đã cho rằng đội tuyển nước nhà không thể đánh bại tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Như đã biết thì ngày 7 tháng 10 tới đây, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng tại vòng loại thứ 3 World Cup khi đối đầu với tuyển Trung Quốc. Đây là hai đội bóng vẫn chưa có điểm số nào tại bảng B nên cả hai đều rất quyết tâm để có được kết quả có lợi. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm này, nhiều cổ động viên Trung Quốc lại không đặt niềm tin vào việc là đội nhà sẽ giành chiến thắng trước Việt Nam. Tờ Sohu của Trung Quốc mới đây đã dẫn lời của diễn viên nổi tiếng Gao Feng khi nhận định về trận đấu này. Cách đây vài ngày, diễn viên nổi tiếng Gao Feng cũng nói về đội tuyển quốc gia có thể thắng được Việt Nam hay không. Cụ thể, Gao Feng trả lời thẳng rằng là không. Gao Feng là một cổ động viên bóng đá kỳ cựu. Người này thường bày tỏ quan điểm của mình về những chủ đề nóng của bóng đá Trung Quốc. Sau khi tuyển Trung Quốc trải qua đợt chuẩn bị thể lực khá lớn trong thời gian tới, đội hiện đang gặp một số chấn thương mới nhưng rất may là Giang Li Peng và bắt đầu theo đội trong phần tập luyện chung. Ngày 30 tháng 9, đội tuyển của chúng ta sẽ có trận đấu khởi động với đội tuyển Syria. Đây là trận đấu khởi động duy nhất của đội tuyển nước nhà trước trận đấu gặp tuyển Việt Nam. Trước những vấn đề xảy ra ở hai trận đấu vòng bảng trước đó, đội tuyển bóng đá quốc gia cũng đã có những điều chỉnh. Tờ Sohu đưa tin. Trung Quốc gặp cảnh trớ trêu. Các bạn thân mến, tuyển Trung Quốc đang rất muốn tìm quân xanh để rèn binh nhằm chuẩn bị cho mục tiêu đánh bại tuyển Việt Nam ở trận quyết đấu tại vòng loại World Cup. Thế nhưng, chưa bao giờ thì tuyển Trung Quốc lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như lúc này. Ngày hôm qua 26 tháng 9 thì tờ Sohu của nước này đã cho đăng tải thông tin rất đáng chú ý với tiêu đề: "Bị cả 8 đội tuyển từ chối, Trung Quốc đang gặp quá khó khăn và phải ghen tị với chuỗi hai trận giao hữu toàn thắng của tuyển Việt Nam."
Tờ báo này cho hay là trong suốt những ngày qua, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã liên hệ với tất cả là 8 đội tuyển ở châu Á để bày tỏ nguyện vọng là được đá giao hữu nhằm chạy đà cho trận gặp Việt Nam. Ban đầu thì Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CFA mời 4 đội mạnh bao gồm là UAE, Iraq, Liban và Iran. Nhưng tất cả họ đều lần lượt từ chối lời mời này vì nhiều lý do khác nhau. Sau đó thì Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tiếp tục mời 4 đội yếu. Tờ Sohu cho là yếu hơn một chút bao gồm Bahrain, Uzbekistan, Kuwait và Jordan. Song kết quả thì vẫn như vậy. Tất cả đều lắc đầu trước nhã ý từ phía Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc cho rằng là chỉ có duy nhất đội tuyển Syria là đồng ý giao hữu với tuyển Trung Quốc. Nhưng thật trớ trêu ở chỗ là Syria yêu cầu đáp ứng mức chi phí cao. Cộng thêm việc đội này chỉ đã giao hữu với Trung Quốc bằng đội hình dự bị. Và trận này dự kiến vẫn sẽ diễn ra ngày 30 tháng 9 tới. Nhưng thầy trò Ông Lithie chỉ được đá với đội hình phụ của Syria. Nói về tình trạng bi đát trên của đội nhà, tờ Sohu bình luận. Tuyển Việt Nam đã đá giao hữu 2 trận khởi động liên tiếp rồi. Họ toàn thắng và tinh thần của toàn đội đang là rất cao. Khả năng phối hợp, kỹ chiến thuật của họ là tuyệt vời. Còn ngược lại thì chúng ta không tìm ra đối thủ nào để đá tập. Bây giờ thì cả 8 đội tuyển đều lần lượt từ chối thi đấu giao hữu với tuyển Trung Quốc. Rất may là cuối cùng thì Syria vẫn đồng ý tham gia trận này. Nhưng thực trạng hiện tại của tuyển Trung Quốc thật sự là quá đáng buồn. Tuyển Nhật Bản nhận tổn thất không thể nặng hơn ở vòng loại World Cup. Các bạn thân mến, đội tuyển Nhật Bản sẽ gặp tổn thất lớn về mặt thực lượng cho những trận đấu tới tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo tờ Nikkan Sports thì tuyển Nhật sẽ không có được sự phục vụ của Kubo trong các trận tháng 10. Cụ thể là Messi Nhật Bản đã không may dính chấn thương đầu gối. Cầu thủ sinh năm 2001 hiện đang khoác áo câu lạc bộ Mallorca tại Tây Ban Nha và vừa gặp phải chấn thương trong trận đấu với Real Madrid hôm 22 tháng 9. Chính Kubo đã xác nhận thông tin trên. Tôi đã bị chấn thương và sẽ tạm xa sân cỏ trong một thời gian. Thật đáng tiếc khi không thể đóng góp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Nhật. Ở thời điểm rất quan trọng này, tôi sẽ ủng hộ và cổ vũ cho đội nhà từ ngoài sân. Đây là một thông tin rất không vui với tuyển Nhật Bản cũng như với cá nhân huấn luyện viên Hajime Moriyasu. Kubo là một trong những cầu thủ quan trọng trong đội hình của Samurai Xanh. Nếu thiếu vắng đi ngôi sao này sẽ ảnh hưởng lớn đến những ý đồ chiến thuật của ông Moriyasu. Hiện tại thì vị huấn luyện viên này cho biết là có thể Kubo sẽ mất nhiều thời gian để bình phục hơn dự kiến. Tuy nhiên thì ông muốn cậu học trò của mình tập trung vào chữa trị rồi mới tính đến việc ra sân. Kubo sẽ phải mất khoảng 1 tháng để điều trị dứt điểm chấn thương. Như vậy là cầu thủ này sẽ chắc chắn bỏ lỡ 2 trận đấu trong tháng 10 của tuyển Nhật Bản. Thậm chí truyền thông Nhật cũng đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng ra sân của Kubo trong trận gặp tuyển Việt Nam và Oman vào tháng 11. Theo lịch thi đấu thì tuyển Nhật sẽ đối đầu với Ả Rập Xê Út ngày 7 tháng 10 trước khi trở về sân nhà chạm trán tuyển Úc ngày 12 tháng 10. Dư luận Thái Lan loan tin gây sốt Việt Nam muốn đăng cai World Cup 2024. Các bạn thân mến, thông tin này khiến cho người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi trước đó thì ông bầu Busan Trần Anh Tú mới chỉ nhấn mạnh là mục tiêu đưa tuyển Việt Nam tiếp tục giành vé dự World Cup 2024. Cụ thể là vào chiều ngày hôm qua 26 tháng 9, fanpage Busan Thái Lan đã bất ngờ đăng tải thông tin về việc Việt Nam đề nghị đăng cai World Cup Busan 2024. Fanpage của Thái Lan đưa tin, có 6 quốc gia là ứng viên tổ chức kỳ World Cup tiếp theo bao gồm Việt Nam, Ấn Độ ở châu Á, Guatemala, Mexico ở Bắc Mỹ, Maroc ở châu Phi và Nga ở châu Âu. Nhiều khả năng giải đấu năm 2024 sẽ được đưa đến châu Phi bởi trong quá khứ lục địa này chưa lần nào đăng cai Busan World Cup. Busan Thái Lan là fanpage đạt hơn 524.000 lượt like và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới Busan ở xứ sở chùa vàng. Tuy nhiên, thông tin fanpage trên đưa ra vào chiều ngày hôm qua khiến cho dư luận Việt Nam không khỏi bất ngờ bởi là vấn đề này không hề được truyền thông trong nước nhắc đến trong thời gian qua. Trước đó thì khi tuyển Busan Việt Nam kết thúc hành trình tại World Cup 2021 bằng trận đấu đầy nỗ lực trước đội tuyển Nga ở vòng 1/8, trưởng đoàn Trần Anh Tú chỉ nhắc đến mục tiêu là lần thứ 3 dự World Cup liên tiếp. Cụ thể, ông cho biết, sau năm 2016 ở Colombia, tôi cũng trả lời phỏng vấn báo chí rằng là sẽ tiếp tục lọt đến vòng chung kết lần sau. Và lần này cũng vậy, chúng tôi đặt mục tiêu tiếp tục là vào vòng chung kết FIFA World Cup Busan 2024, dù điều đó là không dễ. Truyền thông mỉa mai huấn luyện viên Lithie, fan Trung Quốc bi quan, đội tuyển Trung Quốc thắng làm sao được tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, những cầu thủ chấn thương lần lượt báo tin vui khiến cho ông Lithie nhẹ lòng. Ngược lại thì truyền thông Trung Quốc vẫn bi quan về khả năng thắng tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Sau 2 ngày nghỉ ngơi thì đội tuyển Trung Quốc đã quay trở lại tập luyện ngày 25 tháng 9. Cầu thủ được mệnh danh là Ramos của Trung Quốc là Giang Li Peng, tức là Trương Lâm Đồng, đã có thể tập nhẹ. Trung vệ này gặp chấn thương đĩa đệm trong trận gặp đội tuyển Nhật Bản hôm 7 tháng 9. Cùng với anh là hai cầu thủ đau nhẹ là Doãn Hồng Bác
và Wang Gang, Vương Gang đã trở lại. Một trường hợp đã vắng mặt 4 tháng là thủ môn Trung Quốc Zheng Zheng của câu lạc bộ Thượng Hải cũng đã được thông báo là hồi phục chấn thương xương sườn và sẵn sàng nhận lệnh triệu tập. Theo tờ Chu Đáo Thượng Hải thì thủ môn này đã ra sân ở trận giao hữu gần nhất. Anh được xem là người gác đền xuất sắc nhất một thập kỷ qua của bóng đá Trung Quốc và huấn luyện viên Lee Tae nóng lòng có được sự phục vụ của thủ môn 34 tuổi này. Thời gian gần đây thì huấn luyện viên Lee Tae cho đội tuyển Trung Quốc tập rất nặng, cường độ 2 thậm chí là 3 ngày một buổi và ông tin rằng là các cầu thủ cần phải cải thiện thể chất để đối đầu với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên thì tác dụng phụ của cách làm này là tình trạng quá tải. Về nội dung các bài tập thì thành viên ban huấn luyện là cựu cầu thủ Shin Feng cho biết là tuyển Trung Quốc đang áp dụng các bài tập tạt cánh và dứt điểm trung lộ nhằm đối phó với thầy trò huấn luyện viên Park Seo. Sau hai trận thua liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup, cộng thêm khả năng sụp đổ của đội bóng hàng đầu Super League là Quảng Châu, người hâm mộ và truyền thông đang khá bi quan về khả năng chiến thắng của thầy trò ông Lee Tae trước tuyển Việt Nam. Cây bút Đại Cổ Long của tờ Sina Sports cũng đánh giá khá thấp cơ hội của đội tuyển Trung Quốc và chỉ trích ông Lee Tae như sau. Để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc đã nhập tịch đến 4 cầu thủ bao gồm Alan, Lukaku, Giang Quang Tai và Ai Kessen. Không may là ông Lee Tae không có năng lực để tận dụng họ. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc ông Chen Xuan cũng đã không muốn quá lạm dụng cầu thủ nhập tịch, nhất là khi họ chưa chứng tỏ được nhiều. Còn nếu chỉ sử dụng nội binh, nguy cơ tuyển Trung Quốc sẽ bị Việt Nam đè bẹp là rất lớn, Đại Cổ Long viết. Mặc dù gia hạn hợp đồng đến 5 năm, nhưng theo báo giới Trung Quốc, ông Lee Tae hoàn toàn có thể bị cách chức nếu tiếp tục để thua tuyển Việt Nam. Trước mắt là tuyển Trung Quốc sẽ có trận giao hữu gặp Syria ngày 30 tháng 9 tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.